Girl, I can't notice but to sing it out. Notice you. I want to hear you. Noticing me. Louder, louder. From across the room, I can see it. And can't stop myself from looking. Noticing you. Say what, say what. Noticing me. Hey. Watch out, I've seen a type before. That girl is so chơi rất là vui, cảm xúc rất là hào hứng với cái tinh thần One Swarovski của mình ở đây. Mong là mọi người bỏ hết công việc để cùng với nhau vui một ngày. Cheers. Tôi thật sự thấy rất vui và phấn khích khi chúng ta đến với cuộc chơi ngày hôm nay. Tôi cảm nhận được là một tinh thần Swarovski One Culture. We'll be right back.
thực sự thì chương trình đây rất là vui, mọi người rất là đồng lòng. Khi mọi người quay về công việc thì giữ vững tinh thần như vậy để cùng nhau đóng góp cho mục tiêu chung của công ty. Đó là điều quan trọng nhất của ban tổ chức chương trình, cho chương trình One Culture ngày hôm nay. Hôm nay có rất là nhiều hoạt động thú vị thì mình cảm thấy được tiếp xúc rất là nhiều, được tham gia cùng với tất cả mọi người, bao gồm cả các bạn công nhân cũng như là các anh chị quản lý, để mang lại những cái tinh thần rất là sôi nổi, nhiệt tình và cảm thấy rất là được bung sức